Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin nóng nhất. Chiều ngày 29 tháng 5, fanpage của VSports IL, một trung tâm luyện thi trực tuyến, văn phòng tại thành phố Vinh, Nghệ An và trang Facebook cá nhân của H, 20 tuổi, đã đăng tải hình ảnh bảng điểm IL của nữ sinh viên này. Hình ảnh cho thấy H đạt tổng điểm 9.0 với các kỹ năng đọc, nghe, nói đạt 9.0 còn viết là 8.0. Sau đó, hình ảnh này đã bị xóa khi một số người cho rằng đó là kết quả thi của thầy Luyện Quang Kiên, một giáo viên chuyên ôn thi IELTS ở Hà Nội, chứ không phải của H. Là người đầu tiên phát hiện bất thường trong bảng điểm của H, Lê Thanh Hoàng Thắng, sinh viên trường Đại học James Cook, Singapore, lưu ý mã số thí sinh trong bảng điểm IELTS không có những ký tự viết tắt tên của nữ sinh mà là của thầy Kiên. Lúc đó, tôi nghi ngờ H đã chỉnh sửa ảnh để đổi tên mình trên bảng điểm của thầy Kiên. Tôi lập tức liên hệ với thầy vào ngày 31 tháng 5 và mong được xác nhận vụ việc, Hoàng Thắng kể. Đến tối ngày 31 tháng 5, trang Facebook cá nhân của thầy Luyện Quang Kiên, Kiên Luyện, đăng tải bài viết xác nhận thông tin nữ sinh H chấm và trung tâm VSports IL đã dùng kết quả thi của thầy. Bài viết này thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận, chỉ trích việc lấy kết quả thi của người khác để sống ảo. Thầy Kiên cho biết nhờ mã số thí sinh, thầy mới biết được bảng điểm giờ đăng tải trên mạng là của mình vì mỗi mã số bao gồm ngày tháng dự thi, nơi thi và quan trọng nhất là những ký tự viết tắt họ, tên đệm thí sinh. Về phía VSports IL, bà Trần Phan Hà My, giám đốc điều hành trung tâm, cho biết tất cả hình ảnh và bài viết về kết quả của H đã được gỡ bỏ khỏi fanpage của chúng tôi. Phía trung tâm đang làm việc với các bên để xác minh thông tin. Chúng tôi sẽ sớm thông báo những diễn biến mới nhất. Trước khi phát hiện vụ việc bị nghi gắn tên vào bảng điểm của thầy Kiên để khoe 9.IL, H cho biết tôi sốc khi nhận tin và tự hào với điểm số này. Năm nay, tôi quyết tâm thi tiếp IL vì được mọi người động viên cũng như bản thân còn nhiều tiếc nuối ở phần nói sau lần thi trước. Lúc ấy, tôi tin mình sẽ làm được tốt hơn. Nữ sinh còn cho biết vẫn tiếp tục thử thách IELTS sau 2 năm nữa để đánh giá lại năng lực, đồng thời tham gia thêm nhiều chương trình và các kỳ thi tiếng Anh khác như hùng biện, tranh biện và thuyết trình trong tương lai. Tuy nhiên, từ khi mạng xã hội phát hiện sự bất thường về điểm IELTS 9 chấm của H, báo chí đã nhiều lần liên hệ lại với H nhưng không thành công. Hãy đăng ký kênh và để lại bình luận để được cập nhật những thông tin mới nhất từ tin nóng nhất.